tiếng của mã từ trên trời vọng xuống, hay từ dưới đất vang lên mà con nghe vang rền như sấm dày, hay tiếng tiếng lương từ trái tim con reo gọi như ma trở về đây để hại tội đứa vô loài. Con còn đây mà coi như đã chết từ lâu rồi, con về đây có khác với loài cứu vô, chúng sợ ánh mắt trời, còn con sợ gặp những người thân. Nay là ngày má mất tròn năm, con về cũng má một mình bên mồ lanh. Đây là trầu cao là bông quế trắng, với mấy nén nhang con xin lại má cho con đến